Nếu mà thầy đã nhận lời là thầy phải đến. Mà không đến thì là tao không đến thì sao? Bao giờ tao không đi nữa thì chúng mày thanh ra thì chúng mày cũng không kinh. Nó không liên lạc được thì tao mỗi tao gặp mà tao không mở thời gian. Thôi thì rất chào 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 Nữa hôm nay còn rất thế là bạn Giang, thằng Giang hôm nay là vừa rồi là mình cũng từ Giang làm việc hai lần. Giang gấp rồi rồi mình giúp thằng Kiến chuyển tiền cho nó thì vào lại ngon nửa là chẳng được nào. Là gọi ô tô lại chuyển mấy trăm để ông lại chuyển cho nó. Chẳng thấy mày tiền của mày gửi đi nó rồi ta chuyển ai chuyển. Bây giờ là đồng chí. Thằng này chuyển cho mấy trăm ra khỏi cái người hết cả là cái toán kia thôi mày. Nó còn nhớ ở thành phố nó ở nông thôn ra. Đúng rồi, hay là mấy dừng lại ở đây ông. Đây là thôi thì đấy, các bạn kia thì bạn ra thế sau này. Còn bây giờ thì còn đâu cũng thế là có thể không ra. Không có khăn gì thì là các bạn. Trước đấy thì Giang thì trước đó mình bị phổi, nhưng bây giờ ra viện rồi làm ở nhà. Nhà nó thì xa lắm em biết thôi. Sợ mấy rồi, chào nhau rồi. Từ đây xuống đấy thì khoảng độ 5-6. Đến 5-6 trăm rồi. Từ đây xuống đấy 180 cây đúng không? Giang truyền, trộm đời, Giang truyền. Qua thủy điện Hòa Bình. Qua thủy điện Hòa Bình 15 cây. Chưa chết, chưa bỏ là xong, bỏ là không, 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 không